Chào quý vị và bà con. Không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống tiếp tục gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển nước ta. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa là nơi gió đông bắc mạnh nhất. Dự báo chiều nay, gió đông bắc mạnh cấp 7 giật cấp 9, độ cao sóng từ 4 đến 6 m, biển động rất mạnh. Vùng biển vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị xuống tới Khánh Hòa, dự báo chiều và đêm nay, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, độ cao sóng từ 2 đến 4 m, biển động mạnh vùng biển từ Ninh Thuận xuống tới Cà Mau, ra tới phía tây của Nam Biển Đông, bao gồm phía tây huyện đảo Trường Sa, dự báo chiều nay gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ chiều tối và đêm nay, mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Độ cao sóng từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Khi ra khơi mùa biển động, bà con nên chuẩn bị sẵn áo phao, xuồng cứu nạn, tủ thuốc cứu thương, cũng như là dự trữ lương thực khô, nước ngọt sạch để sử dụng khi cần thiết. Chuyển sang thời tiết đất liền Trung Bộ, Do tác động của không khí lạnh tăng cường, dự báo chiều nay, nhiều nơi tại trung bộ sẽ có mưa bất chợt. Từ Thanh Hóa đến Đồng Hới trời rét 17 đến 21 độ C. Tại thành phố Huế và Đà Nẵng, từ 25 đến 28 độ C. Riêng tại Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang và thành phố Phan Thiết thì trời nắng hơn, không quá 32 độ C. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.